Công an tỉnh Thái Bình cho biết vừa khởi tố tổng cộng 14 người về tội lợi dụng các cuộc biểu tình bạo động chống Trung Quốc hồi tháng 5 vừa qua để hồi của. Truyền thông trong nước nói trong số này có 11 người bị cáo buộc tội trộm cắp tài sản và 3 người đối mặt với cáo trạng về tội danh tiêu thụ tài sản trộm cắp. Nhóm này bị tố cáo là đã lợi dụng các cuộc tụ tập hôm 14 tháng 5 của công nhân địa phương tại công ty thép Shangli phản đối giàn khoan 981 của Trung Quốc để trục lợi. Trong số các tang vật thu được có các thiết bị điện tử văn phòng và xe máy. Hàng loạt các cuộc biểu tình bạo động chống Trung Quốc nổ ra tại các công ty nước ngoài ở Việt Nam trong hai ngày 13 và 14 tháng 5, khiến 4 công dân Trung Quốc thiệt mạng, hơn 300 người khác bị thương. Khoảng 20 công xưởng nước ngoài bị đốt phá và chừng 1.100 doanh nghiệp ngoại quốc bị ảnh hưởng trong các cuộc bạo loạn. Việt Nam tuyên bố sẽ nghiêm trị những người châm ngòi bạo động và không để tái diễn tình trạng tương tự. Trung Quốc nói cho tới nay vẫn chưa nhận được khoản bồi thường nào từ phía Việt Nam.